Trong buổi họp báo công bố chương trình The Face Việt Nam, Lucade Metini, huấn luyện viên nổi tiếng của The Face Thái Lan, đã đến sớm hơn 10 phút so với thời gian được mời. Nhưng cũng chính vì vậy, cô đã phải ngồi đợi gần 2 tiếng vì các huấn luyện viên của The Face Việt Nam đến trễ. Khi trao đổi với thanh niên về việc phải ngồi chờ gần 2 tiếng trong buổi họp báo The Face Việt Nam sáng nay, huấn luyện viên Lucade Metini đặt câu hỏi ngược lại. Có phải những chương trình ở Việt Nam đều diễn ra trễ như vậy không? Lucade Metini chia sẻ, ở Thái Lan đôi khi cũng xảy ra tình trạng tương tự. Tuy nhiên, là một người chuyên nghiệp trong công việc, cô luôn đến đúng giờ để không ảnh hưởng đến công việc của người khác. Vị giám khảo của The Face Thái Lan cho biết, việc chậm trễ lần này không khiến cô khó chịu nhiều vì bản thân cô cũng hiểu tình hình kẹt xe ở Việt Nam và một điều là chương trình không thể bắt đầu được nếu thiếu đi một trong ba huấn luyện viên. Tôi làm trong showbiz 26 năm rồi, chỉ bấy nhiêu chờ đợi thì cũng không có gì đáng kể. Chỉ mong chương trình không khiến tôi bị trễ chuyến bay vì trong hôm nay tôi phải bay về Thái Lan. Lucade Metini vui vẻ chia sẻ.